Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha. Và bây giờ thì Quay Trường đang có mặt tại triển lãm Get Show. Và đây là một triển lãm âm thanh quốc tế nha. Rất nhiều những thương hiệu lớn hàng đầu thế giới đã có mặt tại hội chợ triển lãm này. Và đây thì Quang Trường đang đứng ở một cái hội trường rất lớn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nha mọi người. Hay là chúng ta có thể gọi đây chính là thành phố Quảng Châu. Và đây chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan cái gian hàng triển lãm ngày hôm nay nha. Và đặc biệt là Quang Trường cảm thấy rất là vinh dự khi được làm đại sứ thương hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế TTP Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và ngày hôm nay thì ở cái gian hàng triển lãm này nha mọi người, sẽ có thương hiệu DT Dream Theater, là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Đức nha mọi người, với một thương hiệu 30 năm tuổi cũng góp mặt trong triển lãm này. Và xin mời quý vị hãy theo chân Quang Trường, chúng ta sẽ đi thử một vòng quý vị nha. Và lát chúng ta sẽ bắt đầu vào bên trong khu triển lãm. Có thể nói được rằng là thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường âm thanh lớn hàng đầu thế giới. Và không ngoại lệ, chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều hãng âm thanh lớn sẽ muốn chiếm lĩnh thị trường này. Chỉ cần phục vụ ở một Trung Quốc thôi thì hãng âm thanh nào cũng vậy thôi. Sử dụng toàn bộ công nghệ và dây chuyền sản xuất. Và doanh số chỉ cần phục vụ được thị trường Trung Quốc thôi cũng đã là một thành tích rồi. Bởi vì cái thị trường của Trung Quốc sẽ chiếm gần như là 2/3 thị trường âm thanh toàn cầu rồi mọi người nha. Đó, và đây, cái cổng vào âm thanh thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đi qua cổng này này mọi người. Đó, bắt buộc chúng ta sẽ phải đi vào cổng này. Ok, và bây giờ thì Quang Trường sẽ dừng lại ghi hình một chút để làm thủ tục, xong lát nữa thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ có mặt ở trên gian hàng của DT Dream Show nhá. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, hiện tại thì Quang Trường đang có mặt tại triển lãm Get Show, một triển lãm quốc tế lớn tầm cỡ thế giới tại tỉnh Quảng Châu nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Quang Trường rất là vinh dự được làm đại sứ của công ty TTP, đang có mặt tại gian hàng của công ty DT Dream Show của Cộng hòa Liên bang Đức nha mọi người. Và ở cái triển lãm Get Show Quảng Châu này thì nó sẽ hội tụ rất nhiều những hãng âm thanh lớn của toàn thế giới sẽ được hội tụ ở đây. Và đặc biệt là những thương hiệu quốc tế lớn. Và thị trường Trung Quốc sẽ là một thị trường vô cùng lớn và tiềm năng. Cho nên rất nhiều hãng âm thanh lớn sẽ có rất nhiều những gian hàng và muốn tiếp cận thị trường tại Quảng Châu Trung Quốc, hay toàn bộ thị trường Trung Quốc, một thị trường lớn nhất thế giới nha mọi người, tiêu thụ âm thanh ngành giải trí lớn nhất thế giới. Và đây, hãy cùng Quang Trường đi điểm qua toàn bộ cái hệ thống ở đây nha mọi người. Sẽ có rất nhiều cái hệ thống loa DT Dream phía sau mọi người này. Rất nhiều mẫu nha. Có những mẫu mà ở Việt Nam chúng ta cũng chưa có đâu nha mọi người. Và đây quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là có rất nhiều những series của DT Dream sau Đức, với một thương hiệu 30 năm tuổi nha mọi người. Đây là bộ layer dây mọi người này. Đây là bộ layer dây, rất là đẹp nha. Đây là dòng Solar, Solar series layer dây rất là đẹp. Với những sản phẩm của DT Đức thì chúng ta sẽ thấy cái đẳng cấp nó rất là khác biệt này. Và mẫu này thì hiện tại thì bên TTP vẫn chưa nhập khẩu về Việt Nam nha mọi người. Đó, dòng này thì vẫn chưa nhập khẩu về Việt Nam bởi vì nó rất là đắt tiền. Đó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều thiết bị hay nha. Đây mọi người có thể xem này. Đây là dòng súp Delta 218 nha mọi người, dòng súp kép này. Rất là quen thuộc với mọi người trong thời gian qua. Đây là dòng Delta series. Đó, và đây xa xa đây quý vị và các bạn có thể thấy. Xa xa đây chúng ta sẽ thấy cái loa chuyên để đánh ba nha mọi người. Chuyên để đánh ba. Và đây là dòng Beta CD nha mọi người. Đây là Beta 15. Dòng Beta 15 này là bass 40 nha mọi người. Bass 40, bass 15 in. Và nhìn cực kỳ là xịn sò luôn. Đó, rất là đẳng cấp nha mọi người. Rất nhiều những sản phẩm của DT Dream Show. Và đây chúng ta sẽ thấy với một sản phẩm cao cấp nữa là chuyên ba, rất là đắt tiền nha mọi người. Đây là dòng Gamma 315, đó, Gamma Siri. Và với cái dòng cao cấp này thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái nước sơn này. Cái nước sơn của nó rất là xịn sò mọi người nha. Đó, nước sơn cực kỳ là xịn sò. Và cảm giác nó như là cái nhựa nha mọi người. Và những cái dòng cao cấp của DT chẳng hạn là thị trường xuất Trung Quốc với xuất châu Âu thì nó sẽ có một cái nước sơn rất là đẳng cấp. Và đây chúng ta sẽ thấy một cái mẫu nữa, đó chính là dòng Gamma nha mọi người. Đây là mẫu loa Gamma 215 2152, cực kỳ đẳng cấp nha. Và đây là những cái dòng chuyên để đánh ba và Lauger Club. Đây chúng ta sẽ thấy cái nước sơn này, nước sơn rất là xịn nha. Đó, quý vị thấy không, như là cảm giác nhựa đổ lên đấy, bởi vì những cái dòng cao cấp thì nó sẽ được trang bị cái lớp sơn này.
Và đây nữa, thưa quý vị và các bạn, đây là một cái dòng mẫu mới nhất của DT Dream Tissot trong năm nay. Và hiện tại thì đây là cái phiên bản quốc tế, nó sẽ có tên là dòng của Solat nha mọi người. Đây quý vị và các bạn có thể thấy cái mẫu mã rất là đẹp này. Wow. Với mẫu này mà Quang Trường khẳng định là TTP mà nhập khẩu về Việt Nam thì có lẽ là vô cùng đẳng cấp nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây cái nước sơn mọi người này. Dòng này là nhìn nó rất là đẳng cấp nha, rất là đẹp. Cái màu này là màu vân gỗ này. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy luôn. Và đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái con ốc này. Ở trên cái dòng Solat Series thì quý vị có thể nhìn thấy con ốc này. Đó. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn con ốc này. Wow, rất là xịn nha, nhìn nó đã thấy đẳng cấp rồi. Gần như cái chi tiết cơ khí của DT cực kỳ là sắc nét. Và đây thưa quý vị và các bạn, hãy cùng với Quang Trường nha, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm rất nhiều những dòng sản phẩm mà trong thời gian qua Trường Tài Nhà Audio đã phân phối ra thị trường. Thì ngày hôm nay cũng có mặt tại triển lãm Get Show Quảng Châu nha mọi người. Và đây quý vị và các bạn có thể thấy đây là mẫu loa sắp rất là hot mọi người này. DT Delta 115 nha mọi người, hay chúng ta gọi là Dental 115. Rất là đẹp. Trong thời gian qua thì cái dòng sắp này, đây là dòng sắp bát 40 nha mọi người. Và đây, bên đây là dòng sub Dental 118 thì chúng ta sẽ thấy kích thước nó lớn hơn. Đây là dòng sắp bát 18 in, bát 50 nha mọi người. Có thể đi rộng một chút để quý vị và các bạn sẽ nhìn rõ hơn hai cái model này. Rất là nhiều những sản phẩm cao cấp của DT Dream Tissot. Và đây bên đây quý vị sẽ thấy cái dòng của Solat 12 là bát 30. Đó, mẫu mã chúng ta thấy nó rất là đẹp nha mọi người. Solat 12. Và đây là dòng Solat 10. Đó, chúng ta sẽ thấy sản phẩm rất là đẹp, cực kỳ là chỉn chu. Đó quý vị và các bạn, có thể nói được rằng là triển lãm năm nay hội tụ rất nhiều những hãng âm thanh lớn đang có mặt tại đây nha mọi người. Ok, và quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là cái gian hàng của DT Dream Tissot là một trong những thương hiệu mà chúng ta có thể nói được rằng là với những sản phẩm mà đến từ châu Âu chẳng hạn, và đến từ Đức, với một tuổi đời 30 năm tuổi, sở hữu toàn bộ công nghệ quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan một vòng nha mọi người, của triển lãm nhất sau này.